xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Ngô Hoàng Tú, là sinh viên năm thứ tư của trường Đại học Bách Khoa. Và trong kỳ hè này thì trường mình có một môn học là thực tập công nghiệp 2, và yêu cầu các sinh viên phải ra ngoài tiếp xúc với thực tế, tức là đi thực tập ở các công ty. Thì mình nhờ bạn bè và cũng như là trường giới thiệu thì mình đã có đăng ký thực tập ở công ty, tức là trung tâm Athena. Lý do là mình chọn trung tâm Athena để thực tập là bởi vì trung tâm đào tạo quản trị mạng và an ninh mạng quốc tế Athena là một tổ chức quy tụ nhiều trí thức trẻ năng động, nhiệt huyết và kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Trung tâm Athena tập trung chủ yếu vào đào tạo chuyên sâu quản trị mạng, an ninh mạng, thương mại điện tử, ví dụ như các khóa học về sale, marketing online, system hacking. Bên cạnh đó, trung tâm Athena còn có nhiều chương trình hợp tác và trao đổi công nghệ với nhiều đại học lớn như Đại học Bách Khoa, Thành phố Hồ Chí Minh, tức là trường mình, tạo điều kiện thuận lợi cho chương trình thực tập của sinh viên Bách Khoa. Trung tâm Athena có đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao và chuyên sâu, giúp cho mình học hỏi và tiếp thu được kiến thức cũng như là kinh nghiệm làm việc thực tế. Ngoài ra, trung tâm Athena còn hỗ trợ đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị đầy đủ về hiện đại và liên tục cập nhật với những cái công nghệ mới nhất, tạo điều kiện tốt nhất để cho mình để học tập như là hoàn thiện tốt nhất cái quá trình thực tập của mình. Và thứ hai, mình xin giới thiệu cái đề tài mình đăng ký làm mình đăng ký nhóm làm dự án cho trung tâm Athena. Đề tài nghiên cứu của mình là xây dựng hệ thống marketing online, và cái dự án này là đối với những khách hàng của Athena. Và cái dự án hiện tại mình đang tham gia là làm sale cho cái trang thực phẩm Phong Thái. Xin chào mừng các bạn.